Công an tạm giam Thích Tâm Phúc, người đàn ông thường mặc pháp phục màu vàng, xưng là Thích Tâm Phúc thường ăn thịt, trứng lộn vừa bị công an bắt để điều tra hai hành vi. Ngày 6 tháng 12, một nguồn tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phúc, người xưng là Thích Tâm Phúc, sinh năm 1983, ngụ huyện Củ Chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo công an huyện Củ Chi, vào năm 2021 bà LTHT, sinh năm 1973, ngụ huyện Hóc Môn, mua một thửa đất diện tích 420,3m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Mảnh đất này do ông NVT và bà NTCN đứng tên và bà T mua với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm được thủ tục tách thửa. Ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022, thông qua ông LVV, sinh năm 1990, ngụ huyện Củ Chi, bà T biết Nguyễn Minh Phúc và nhờ Phúc làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa, lập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng biệt, dù không có khả năng làm những việc bà T nhờ nhưng Phúc vẫn nhận lời với chi phí là 135 triệu đồng. Bà T đưa trước cho Phúc 70 triệu đồng. Nhận tiền xong, Phúc lên mạng để thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Khi nhận được hai giấy chứng nhận giả, Phúc đưa cho bà T một giấy, còn giấy giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T, Phúc cất vào két sắt, đợi khi bà đưa hết số tiền 65 triệu đồng còn lại mới đưa giấy chứng nhận giả thứ hai. Bà T phát hiện giấy tờ giả. Phúc trốn sang Thái Lan và ngay khi vừa về lại Việt Nam đã bị công an huyện Củ Chi triệu tập làm việc. Ban đầu Phúc chối tội nhưng sau đó khai nhận toàn bộ hành vi. Công an huyện Củ Chi khám xét khẩn cấp nhà Phúc và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận thật của bà T. Trước đó, tối ngày 22 tháng 7, lực lượng công an kiểm tra quán nhậu tại phường 17, quận Gò Vấp và đưa nhiều người về trụ sở test ma túy, trong đó có ông Nguyễn Minh Phúc. Ông Phúc âm tính với ma túy nên được cho về, đáng chú ý ông phúc mặc pháp phục màu vàng xuất hiện tại quán nhậu đã khiến dư luận bức xúc về vấn đề này giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng trao đổi với phóng viên báo người lao động thượng tòa thích tâm hải trưởng ban thông tin truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định ông nguyễn minh phúc tự xưng là đại đức thích tâm phúc không phải là tu sĩ Phật giáo về việc ông phúc lên mạng có những phát ngôn giả dạng tu sĩ Phật giáo đã được thượng tòa thích an thường trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện củ chi báo cáo theo thượng tọa thích tâm hải ủy ban nhân dân huyện củ chi đã từng triệu tập các cuộc họp xử lý vụ việc với sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan như công an tư pháp văn hóa và thông tin qua thẩm tra các loại giấy tờ chứng minh là tu sĩ các quyết định bổ nhiệm đối với ông nguyễn minh phúc với chữ ký của hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự hòa thượng trưởng ban tăng sự trung ương khuôn dấu của hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam cấp cho ông nguyễn minh phúc đều do ông phúc tự làm giả mạo các huân chương huy chương bằng khen của lãnh đạo nhà nước Chính phủ cũng được cơ quan chức năng khẳng định là do ông Phúc tự làm giả. Vụ việc ông Nguyễn Minh Phúc từ năm 2014 được Thượng tòa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn xác nhận không phải là tu sĩ xuất gia ở chùa Hoàng Pháp và thông báo rộng rãi lưu ý. Cơ quan chức năng cũng thông tin cho biết, các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cấp cho tập thể và cá nhân ông Nguyễn Minh Phúc không có tên trong danh sách khen thưởng lưu trữ tại Ban Thi đua khen thưởng. Các trường hợp được khen thưởng không hề có tên ông Nguyễn Minh Phúc. Thượng tọa Thích Tâm Hải thông tin thêm